Vâng, em dân Trịnh xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Đấy, các bác đi qua kênh thì cho em dân xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều mặt hàng, sản phẩm mới nhất và tốt nhất để phục vụ đến quý anh chị nhé các bác nhé. Vâng, hôm nay em xin giới thiệu với các bác một số mẫu sản phẩm bên em ạ. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác bộ môi xìa dĩa hoàng gia nhé. Bộ dao giá đựng này, hoàng gia nhé các bác nhé. Đấy. Đây, em sẽ xin đi vào chi tiết từng của bộ sản phẩm này ạ. Đấy, đầu tiên đây là bộ dao nhiễu hoàng gia nhé. Đấy, chất liệu thì đây bằng đồng nhé. Bên cái này là bằng sứ nhé. Cái này là bằng sứ này các này. Đấy, chất liệu thì bằng sứ này. Đấy, bằng mạ đồng này. Chúng ta có tổng cộng là 6 món nhé. Đặt đây, đầu tiên là một cái môi này. Môi múc này, nhìn rất là sang các nhé. Một cái môi này. Đấy, một cái giá môi thủng này để các bác làm ăn lẩu các thứ này. Đấy, cũng rất nhìn rất là sang nhé. Đây, nhìn rất là sang. Đấy, hai món này nhìn rất là sang trọng cho cả cái bếp luôn và mình ấy. Ba là cái này là cái xẻng để xào nấu này. Xẻng để xào nấu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái xẻng để xào nấu này rất là đẹp. Nhìn màu vàng rất là sang trọng luôn. Đúng theo cái tên của nó đúng không? Giá được hoàng gia luôn. Đấy. Tiếp theo là cái môi này nữa này. Đấy, mua này để cho các bác đấy rất là nhiều đa năng nhé, đấy rất là đẹp. Đấy, một cái môi nữa, cái này phải bỏ lên. Đấy, tiếp theo là một cái môi sâu, một cái môi võng dài đấy, và cuối cùng là một cái bảy món nhé con nhé. Cuối cùng là một cái dĩa thủng này đấy, và đây là một cái giá đựng của nó đấy. Đây, chọn bộ sản phẩm của nó đây các bác nhé. Đấy. Thì chọn bộ sản phẩm này thì em đang bán với giá là 5 à 499.000 đồng các bác nhé. 499.000. Đấy thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là 0982 834 004. Em dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam các bác nhé. Đấy, rất vui và rất là vinh dự khi được phục vụ quý bác. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một số mẫu bình giữ nhiệt các bác nhé. Bình giữ nhiệt này. Đấy, không có nhiệt độ, không có đồ là đấy. Bình giữ nhiệt mà báo nhiệt độ nhé, này 13 độ này. Đấy, bên trong này không có nước này. Đấy, nó có nắp, có một cái miếng lọc trà này. Đấy. Trong này là inox 3 hai lớp inox BL4 và giữ nhiệt nhé. Đấy, rất là xịn sò. Thì sản phẩm này thì em đang bán với giá là 200.000 đồng thôi nhé, 200.000 đồng. Đấy, 200.000. Đấy, rất là xịn sò nhé, có ấy lướt qua đây gái là hiển thị nhiệt độ này. Màn hình cảm ứng hiển thị nhiệt độ, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, không có có gì trong thì nó 13 độ. Đấy. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là 0982 834 004 ạ. Em dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé các bác nhé. Đấy, rất nhiều mặt hàng, rất nhiều sản phẩm tốt muốn giới thiệu đến quý cô bác và anh chị. Đấy, để các bác quý cô bác anh chị thì có thể sử dụng là tốt nhất có thể. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là đây. Đấy, vào đây. Đấy, tiếp theo em xin giới thiệu với các bác đây một mẫu máy hàn thiếc nhé các bác nhé. Máy hàn thiếc bên em đang bán. Đấy, thương hiệu là thương hiệu Gavani nhé. Đây. Thương hiệu Gavani. Đấy, máy hàn thiếc này 80W. 80W em đang bán với giá là 150.000 đồng các bác nhé, 150.000 đồng thôi ạ. Đấy, hàn rất là xịn sò này. Đấy, mà rất là tiện lợi trong gia đình nhé, 150.000 đồng. Đấy thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline là 0982 834 004 các bác nhé. Em dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam này. Đấy. Em dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam các bác nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em này. Gavani Typer. Đấy, rất là xịn sò, một em hàn thiếc. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline 0982 834 004 các bác nhé. Tiếp theo là một mẫu cưa nữa này. Cưa cắt cành này. Cưa cắt cành này, cưa này không gấp nhé. Đấy, mà cũng có vỏ lắp luôn này. Đấy, đây. Thương hiệu là thương hiệu Capaci, Capuci nhé. Capuci. Đấy. Chất thép thì chất thép K2331. Đấy, cưa rất tốt. Thì cái mẫu sản phẩm này em đang bán với giá là 200.000 đồng các bác nhé. Đấy, 200.000 đồng. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ giúp em qua số hotline là 0982 834 004 nhé các bác nhé. Em dân đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam ạ. Đấy, rất là xịn sò. Rất là xịn sò luôn. Mà giá cả nó lại hợp lý.
đấy, 200.000 đồng mà hàng hàng rất là chất lượng này. Đấy, rất là đẹp, 200.000 đồng đấy, em xin phép để đây. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu qua đây một bộ đầu khẩu nhé, một bộ đầu khẩu, một bộ đầu khẩu này. Cái bộ này là có 32 món nhé, bộ này 32 món đa năng. Đấy, có tay lành tạch này. Đấy, đấy, rất là xịn. Đấy, rất là siêu xịn sò luôn. Đấy, thì bộ này thì em đang bán với giá là 800.000 đồng một bộ này nhé, 800.000 đồng một bộ này. Thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834004 ạ. Bộ đồ nghề nhé các bác nhé, 800.000 nhé, bộ 32 món nhé, rất là xịn sò luôn này. Có đầu bát của nó là đầu từ đầu 32 xuống đến 78 12 đến đầu 8 nhé. Đấy, có đầu cả một đầu 1/2 nhé. Đấy, rất là xịn luôn, xịn sò luôn. Có đây, có đầu này đầu 3/4 này. Đây, ở đây 1/2 này. Đấy, có cả tay nối này. Đấy, có cả tay vặn thường này. Đấy, có cả đầu cua góc này. Đấy, nó có rất nhiều tác dụng nhé, có rất đa tác dụng như này. Đầu cua góc này này các bác có thể xoay 360 độ này, thích góc nào cạnh nào thì có thể cũng có thể làm được việc được nhé. Đấy, nó lại đa năng như thế. Đấy, thì bộ này em đang Dân đang bán với giá là 800.000 đồng các bác nhé, 800.000 đồng. Đấy, một bộ này bỏ gọn thôi, cầm sách rất là tiện lợi thôi, mà nó nhỏ gọn. Đấy, rất là xịn sò. Đấy, 800.000, chỉ có 800.000 thôi mà mình có một bộ đồ nghề này. Đấy, về sửa máy móc này, sửa máy cày máy cùng đi, cũng rất là tiện. Đấy, vâng. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác mẫu xẻng nhé, mẫu xẻng này, xẻng sinh tồn. Đấy, mẫu xẻng sinh tồn. Đấy, mẫu xẻng này thì đây, lại em sẽ lắp vào cho các bác xem. Mẫu xẻng này thì nó có 3 khúc này, 4 khúc này, tổng cộng là 4 khúc chúng ta nối vào với nhau. Đấy, trong này có một con dao này. Đấy, mẫu xẻng này cũng rất là đa năng nhé, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc nhé. Đấy, đầu tiên thì là làm cuốc này, thứ hai là làm xẻng này, thứ ba là có thể đánh lửa này, thứ bốn là có thể dùng làm cái dao này để dùng để gọt hoa quả này. Đấy, thứ năm thì là chúng ta có thể phá kính này. Đấy, thứ sáu thì chúng ta có thể làm gậy đậy, gậy phòng thân này, chứ không phải là gì. Đấy, đấy, chúng ta lắp vào này. Đấy, gậy phòng thân này, còn cái đầu dao này chúng ta tháo ra nhé. Đấy, cái dao này em lấy thôi. Đấy, thứ 8 là đánh lửa này. Đấy, thứ 9 là có cả cái tu vít đằng trong này nữa này. Có cả cái đầu tu vít này, để những lúc mà chúng ta cần gì thì chúng ta cũng có này. Đấy, đây em thử đánh lửa cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. 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 Rất dễ lửa đấy, em quạt nhẹ thôi đấy. Tại vì em không dám quạt mạnh, tại vì các bác thông cảm là cái nền giấy. Nếu mà nó mà bén hỏa ngay cháy ngay thì bao nhiêu hàng. Ở đây trông thế này thôi, tí này thôi cũng bao nhiêu tiền đấy các bác. Đấy, rất là đa năng đa công dụng cho chúng ta. Đấy. Đấy, phá kính này, đầu này là đầu nhọn này, phá kính này. Đây em xin nối tiếp nốt đoạn cuối vào nhé. Con dao này thì nó có rất nhiều nốt để chúng ta có thể nối vào được, chúng ta nối vào được cũng được. Đấy, đấy, cái này nó rất có thể rất là dùng rất là dài nhé. Đấy, chúng ta cũng có thể tháo một tít ở trên này ra được. Trên này thì hơi chặt. Này, này, đầu tiên là chúng ta sẽ dùng đến xẻng, chúng ta sẽ dùng xẻng. Đấy, dùng xẻng nhé. Để em sẽ làm ra xẻng cho bác xem này. Đây, ngược. Rất là đơn giản thôi. Bị ngược rồi. Đấy, đôi khi. Đấy, đây nhé các bác nhìn nhé. Đây nhé, xẻng đi nhé, nhìn này. Các bác nghe tiếng đập chưa? Đấy, không việc gì luôn. Đấy, rất là chắc chắn một mẫu này, này rất là chắc chắn. Tổng chiều dài của nó có con sẻng như này là 1 mét nhé các bác nhé. Nó có rất là đa năng, nó có thể các bác có thể xoay chuyển tình thế 360 độ nhé. Đang từ sẻng nhé, thì chúng ta lắp chuyển sang ví dụ là xúc xúc chán rồi đúng không? À, chúng ta xe chúng ta bị sình lầy, đấy, chúng ta chuyển sang thành cuốc, chuyển sang thành cuốc luôn. Đấy, cuốc, cuốc, đấy, chuyển sang thành cuốc. Đầu mũi nó nhọn nhé, để chúng ta giúp chúng ta cuốc có thể cào có thể nhanh và sâu hơn nhé. Đấy, chúng ta cuốc thể rất nhiều. Đây, cái này chúng ta có thể làm, cái này có thể làm dao này, lưỡi này thành dao này. Còn đây chúng ta là cái cưa này. Đấy, còn đây là chúng ta chỉ tháo nhé.
Đây nhé, em cũng lưu ý các bác là cái đầu lục giác này là em không có đâu nhé. Em cái sản này là chỉ có nhà nhé, không cung cấp thêm đầu lục giác nhé, không lại các bác lại hiểu nhầm này. Hôm nọ các bác bảo em là thế đầu lục giác đâu thì không có, cái bộ này nó chỉ có như thế này thôi. Đấy. Còn cái sản này lần này về là thương hiệu rất là xịn sò. Ôi. Đấy, xoay chặt vào chúng ta lắp vào. Đấy. Rất là xịn sò luôn, sáng của Nhật. Đấy, sáng này của Nhật các bác nhé. Đấy, rất là xịn sò các bác nhìn chưa, rất là dài 1 mét cơ mà. Đấy, đây, đấy, cái bình giữ nhiệt kia, đấy, đây còn cái bình giữ nhiệt đây, đấy, nó gạt lên là báo, đấy, bình giữ nhiệt 200.000 đồng, cái này là 490.000 đồng các bác nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline là 0982 834 004. Ừ. Đây là mấy món rồi. Đấy, tiếp theo là em xin giới thiệu là cái mẫu đèn pin này. Đấy, đây là đèn pin cảnh sát Nhật các bác nhé. Đấy. Đấy, đây nhé, có chúng ta có rất nhiều chức năng này. Đấy, chức năng này là chúng ta chuyển sang chức năng đèn này là đèn sáng, mất điện có thể ăn cơm này, các thứ này. Đấy, bấm cái này chúng ta làm đèn ngủ này. Đấy, tắt đi, bắt cái dí im nút này. Đấy, chuyển sang chế độ này, chế độ cầu cứu SOS này. Đấy, xi nhan đường này. Đấy, các bác làm bảo vệ cũng có thể xi nhan đường cho xe này, hoặc các bác đi phụ xe các thứ này rất đa năng này, rất tiện lợi này. Đấy, nháy chậm nháy nhanh này. Đấy, hoặc các bác gặp sự cố nhé, xe các bác gặp sự cố mà hỏng đèn các thứ trên đường cao tốc các thứ ấy. Đấy, mà không làm gì được thì chúng ta treo cái đèn này ra này, nhấp nháy nhanh này là các xe đi đằng sau nhé, nó có thể ấy được nhé. Nó rất đa năng, tại vì sao? Tại vì cái này các bác có thể hít vào đây, hít vào đâu nhỉ, nó hít vào tường nhé, thì là các bác quặc trên xe này nhé. Thì ví dụ xe chúng ta đang bị sự cố mà không đi thì nó sẽ không bị rơi. Đấy, là đằng sau nó có thể nhìn thấy là à đây rồi, thằng ông này bị sự cố rồi, tránh xa nó ra. Đấy, không là lại ăn một đít cái này thôi. Đấy, rất là tiện lợi, bác thấy chưa? Đấy, còn chúng ta thích nháy chậm thì đây. Đấy. Là chúng ta sẽ cảnh báo cho người khác biết. Đấy, là cái tín hiệu này tín hiệu cảnh báo. Đấy, còn các bác chuyển đổi chế độ thì đơn giản thôi, bác chuyển đổi. Đấy, bấm phát là chuyển đổi, dí mà chuyển đổi thôi. Đấy. Nó có kèm theo đây. Đây nó còn cả la bàn cho các bác này. Đấy, trong trong sau cái la bàn này nó có cả ổ USB và đầu cắm USB vào một cái đầu sạc nhé. Đấy, nó rất là đa năng đa công dụng luôn. Đấy, cái đèn pin này thì em đang bán với giá là 290.000 đồng các bác nhé. 290.000 đồng. Đấy, rất là tiện lợi thôi. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu là mẫu mài ba khe các bác nhé. Mài ba khe này của Nhật này. Đấy, Tamasaki này. Đấy, mẫu mài ba khe này thì em đang bán với giá là 230.000 đồng. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline là 0982 834 004 nhé các bác nhé. Mài ba khe đấy, 1 2 3 đấy, chúng ta mài lướt, cầm dao chúng ta lướt vào đây là được đấy. Như các bác đã biết rồi, cái mài ba khe của Nhật thì nó rất là tốt đấy, hàng Nhật thì nó cũng rất là chất lượng rồi, chất chơi người rơi rồi. Ừ, cũng rất là yên tâm khi sử dụng. Ừ. Đây, ở đây test lại cho bác cái 5 châm, hai cái 5 châm này, à, 2 tam châm thì lại đẩy nhau, 2 5 châm thì lại đẩy nhau, 2 5 châm lại đẩy nhau được. Ừ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một số mẫu dao nhé. Một số mẫu dao này. Đấy, tạm thời đây thì em đang để ở đây là 2 mẫu dao. Đấy, rất là xịn sò. Rất là xịn sò. Đầu tiên thì em xin giới thiệu là em dao chặt gôn-bô này. Đấy, em dao chặt gôn-bô này. Em dao chặt gôn-bô này thì em đang bán với giá là 380.000 đồng các bác nhé, 380.000 đồng. Đấy, thì thương hiệu của nó là thương hiệu da Made in Japan. Đấy, rất là xịn sò, rất là sắc. Đấy. Đây, em xin đo kích thước của nó cho các bác xem nhé. Xin đo kích thước của nó cho các bác luôn. Đấy, thì tổng chiều dài của em này thì là 31 cm. Tổng chiều dài của em này là 31 cm. Đấy, phần lưỡi của nó đây. Đấy, đo này cho nó chính xác nhất này. Phần lưỡi của nó đây. 20 này. 20 này, đây này. Đấy, 19,5 đây. Đấy là mình đo được quặc ở đây nhé. Chứ đúng là phải quặc từ đây thì là gần là 20. Đấy, bản dao của nó nhé, bản dao của nó thì là 8 phân rưỡi. 8 phân rưỡi đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân có số hotline của em đấy. Các bác đặt hàng thì chụp lại màn hình giúp em với ạ. Đấy, em dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam nhé các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu bác là một con dao, mẫu dao Thái này, Gunbo này. Đấy, dao Thái Gunbo đấy, rất là sắc, Thái rất là tốt nhé. Đấy, cái này là đã được kiểm chứng là nhà em đang sử dụng nhé, nhà em đang sử dụng những hàng rất tốt nhé. Đấy,
Hàng này là hàng siêu xịn sò luôn các bạn. Đấy. Rất là xịn sò. Này còn đây em xin giới thiệu bút thông mạch nhé. Bút thông mạch này là công dụng của nó là đo dòng dây điện bị đứt nhé. Đấy thì các bác cắm đầu cặp cặp ấy đầu một đầu dây này vào dây điện đấy. Đấy. Nếu mà nó thông như kiểu người mình vào này là nó sáng. Đấy, còn nó không thông thì là nó sẽ không sáng đó nhé. Đấy. Đây ví dụ như thế này. Đây ví dụ dây điện này. Này, cắm thử luôn. Đấy. Đây. Là sáng. Còn dây này không thông cái không sáng này. Không phải dây pha của nó, đây, dây này cùng pha này, dây này không phải này là biết ngay. Đấy, vì nó không có điện nên là đèn đỏ nó sẽ không báo. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mình đo thông mạch là đo như thế. Rất là xịn sò. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời mặt trời luôn. Để xem còn như nào nữa, cắm thử luôn. Đây. Đây nữa này. Đấy. Không đúng của nó không sáng, đúng sáng luôn. Đấy. Thì sản phẩm này em đang bán với giá là 100.000 đồng các bác nhé, bút đo thông mạch 100.000 đồng nhé. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004 nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam ạ. Để tiếp theo chương trình thì em xin giới thiệu với các bác mẫu thước mét nhé. Mẫu thước mét thì em có 3 loại nhé. Thước 50m này, thước 30m và thước 20m thì em xin nó ướm trong tất, em lấy một loại ra thôi. Đấy, chúng ta này, nhìn các bác nhìn nhé. Đấy. Vò viên nhé, vò viên này. Các bác nhìn thấy trong tay em chưa? Đây nhé, vò viên tất cả nhé, chứ bỏ cái đầu này ra không đấy. Đấy. Vò viên tất cả nhé, không phải đâu. Có nhìn thấy rồi ạ. Đấy. Bắt đầu em này. Tuốt này. Đấy. Lại như không có chuyện gì xảy ra luôn. Đấy. Cái này là chất liệu của nó là một chất liệu bằng vải các bác nhé. Đấy, vải dù chịu nước ấy. Đấy, chúng ta dùng quấn rất nhanh, rất tiện lợi trong gấp ạ. Đấy. Một cái thước 20 mét thì em đang bán với giá là 100.000 đồng. Thước 30 mét thì là 130.000 đồng. Và thước 50 mét thì là 150.000 đồng thôi nhé. Đấy, 3 loại. Đấy, đầu năm thì giảm giá trước thước 100 à thước 50 mét luôn. Đấy, chỉ đúng dài em đang bán ra 175.000 đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu sản phẩm khóa số luôn, khóa số. Đấy, khóa số này thì em đang bán với giá là 130.000 đồng các bác nhé. Đấy, khóa số 130.000 đồng. Đấy, nó có rất nhiều loại nhưng mà những loại kia thì chưa về. Mấy cái loại kia rất là xịn sò luôn, khóa bằng số. 130.000 đồng nhé các bác nhé. Này, cái này trông này nó rất là rộng nhưng nó còn một vòng này nữa. Đấy, như này là một vòng, còn nó còn một vòng này nữa. Đấy, rất hợp chúng ta khóa cổng, khóa cùng các thứ. Đấy, khóa những khóa chìa khóa thì các bác sợ quên. À, không biết là vứt đâu các thứ nhưng mà cái mật khẩu này ấy, thì các bác ở trong đầu rồi. Đấy. Thì chỉ có người nhà mình biết được cái mật khẩu này thôi thì nó rất là tiện lợi. Đấy, chứ cái mật khẩu này là mật khẩu ở trong đầu. Đấy, chứ không phải là mật khẩu khóa bình thường nữa. Đấy. Nhưng mà các bác mật khẩu con này là 111 nhé. Đầu tiên 111 hay 000 nhỉ. Đấy. Đấy là 000 nhé. Đấy, nhưng mà các bác về đổi mật khẩu rồi không là các bác hỏi em là mật khẩu là cái gì thì cũng thật là em không biết trả lời làm sao được. Đấy. Đây. Không thể ra được nhé. Đấy, mật khẩu đầu tiên của nó sẽ là 000 nhé. Đấy, còn các bác về thì đấy thì các bác thay đổi mật khẩu đi. Đấy thì rồi chúng ta sử dụng. Đấy. Thì sản phẩm này em đang bán với giá là 120.000 đi. 120.000 đồng. Đấy, khuyến mãi cho các bác giảm giá đầu năm trong chỉ được xem các bác xem nào xem cái video này nhé. Nạo đa năng này em giới thiệu chưa nhỉ? Tôi em giới thiệu lại luôn là nạo đa răng này nó có một cái là nạo thường này. Đấy, một cái là nạo nạo sợi này. Đấy. Thì em đang bán với giá là 150.000 đồng nhé. Thương hiệu Wheeling của Đức nhé các bác nhé. Thương hiệu Wheeling của Đức. Đấy, còn rất nhiều sản phẩm. Đấy, xong em tiếp tục em giới thiệu là cốc uống bia nhé. Cốc giữ nhiệt này. Cốc giữ nhiệt này, uống bia này. Đấy, uống nước này. Đấy, nó rất là tiện lợi mà nó cũng rất là phù hợp. Mà nó bằng inox 304 nhé. Không độc hại nhé.